Chiến trở lại WeWell chiều hôm nay. Kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2023. Bò em chuẩn bị lên xuống sạc trúng trại. Rồi có bò bê, bò trực tiếp tùy trại. Mời cô chú anh chị gần xa dự tính con bò đến trại xem tham khảo. Xem xét chuộng chốt, bò em xe nhà giao tận nơi cho anh chị luôn. Còn xe trước thì em giao về khách Bình Dương. Thì tiếp tục em bò em về trại thì nữa gồm có bò bê. Anh chị có thời gian đến với trại xem. Còn không có điều kiện thời gian đến với trại, trại bò em nhận qua Zalo là lần nữa để anh chị xem biết chốt. Về bò lâu, bò bò bê anh chị cành cành thôi ha, giá rất là mềm luôn. Trong trại em giờ giá bò là 13 triệu 500 là có ha anh chị, 13 triệu rưỡi là có ha. Cổ lộng thòng lên hết được rồi, mở ra nha. Ê. Trời ơi, đi xuống kìa. Mới tặng thằng nữa, đi. Nó chạy lên đạp xuống. Bỏ nó chú lên chú đạp xuống á. Đạp cho nó chạy xuống hết thì cọc rồi luôn. Mở tuồng xuống hết rồi. Con hai mấy đứa chạy ra nó kìa.